Xin chào các bạn, tôi Lương Trainer đã rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mẫu cổng đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay tôi muốn giới thiệu các bạn một cái hệ cổng nhôm đúc rất đẹp và bắt mắt được công ty chúng tôi thiết kế cho một biệt thự tân cổ điển. Thì đối với hệ cổng nhôm đúc luôn luôn gắn liền với những cái kiểu kiến trúc tân cổ điển hoặc cổ điển. Đó. Thì các bạn có thể thấy là hệ cổng này giúp tôn ngôi nhà lên rất là nhiều. Cái cổng ở đây tôi muốn chia sẻ các bạn kích thước của nó là 4m và chiều cao là 3m4 mọi người nhé. Đó, thì chia làm hai cánh như thế này. Thì về mặt hình khối của hệ cổng thì bạn có thể thấy là chúng tôi phải tư vấn làm sao nó phù hợp với gì ạ, kiến trúc về mặt cột cũng như hàng rào để gì ạ, có một cái kiến trúc cân đối giữa phần cổng và phần cột cũng như hàng rào của công trình. Thì rất là nhiều gia chủ sau khi mà làm cột xong với gọi đến gọi phần nhôm đúc đến để làm. Đấy, nhưng mà gì ạ, như vậy thì các bạn sẽ mất đi những cái ý tưởng để làm sao toàn bộ cái hệ cổng hàng rào nó được đồng bộ cũng như được toát ra mặt kiến trúc một cách tốt nhất. Đó, thì lời khuyên của tôi là gì ạ? Các bạn lên gọi những cái đơn vị giống như chúng tôi về để tư vấn thiết kế, tư vấn về mặt thi công, về mặt kỹ thuật thi công trước khi chúng ta hoàn thiện về hệ cột hàng rào. Tránh trường hợp là gì ạ? Lúc đó chúng ta phải đập đi để sửa lại làm sao cho cái hệ cột và hệ cổng ăn nhập với nhau và đảm bảo an toàn chịu lực. Đấy, nên chúng ta gọi ngay về từ đầu để chúng tôi thiết kế. Đặc biệt là gì ạ? Đối với công trình này các bạn để thấy, đối với công trình này cái hệ cột cổng rất là to. Đấy. Đấy, xin mời anh kỹ thuật, anh có thể giúp đo giúp tôi về cái kích thước chiều rộng của cái hệ cột này để cho mọi người cùng quan sát. Đó. Nó rơi vào 80 đúng không? Đấy. 80 cm cho cái hệ cột này rất là to. Đấy, thì cái bài toán là gì ạ? Chúng ta phải tính toán cái phần đỉnh cột làm sao nó phù hợp với tổng thể kiến trúc của ngôi nhà và phù hợp với cái cổng nhôm đúc và hệ cột này. Đấy, thì bạn sẽ thấy cái vai cột nó rất là quan trọng, cái điểm liên kết. Đó, thì cái cột này rất là to rồi nên chúng tôi cũng phải tính toán cái phần cái chiều rộng cũng như cái chiều cao và độ dày của cánh cửa để làm sao nó phù hợp với cái độ đồ sộ của cái hệ cột này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cái chiều cao chúng tôi đã tính toán hết rồi. Đấy, thì nhìn nó rất là cân xứng hài hòa về mặt tổng thể. Cái thứ hai nữa, để đảm bảo an toàn về chịu lực, mỗi một cái cánh nó rất là nặng như thế này thì chúng tôi phải đi cái hệ đai xung quanh đó, sau đó là thợ mới bắt đầu chát vào để có thể là gì ạ, không cửa trong quá trình mở ra mở vào nó không bị sệ các bạn nhé. Cửa này thì không có hệ thống tự động mà chỉ mở tay thôi. Đấy, nên cái việc chống sệ này nó rất là quan trọng. Tiếp đến về mặt kiến trúc thì bạn có thể thấy là gì ạ, đối với cái hệ cổng này thì rất là đồ sộ với nhiều các cái hoa văn họa tiết, với ba hoa văn họa tiết chính. Thứ nhất là chi tiết chống đồng. Cái thứ hai nữa là cái biểu tượng sư tử kết hợp với cái gì ạ? Cái huy hiệu theo kiểu cổng Buckingham. Đó. Và điểm nhấn thứ ba là những chú chuột. Đấy, gia chủ là gì ạ? Tuổi Tý. Đấy, thì chúng tôi tư vấn là những chú chuột thể hiện sự lo đủ ở bên dưới, hoặc là bạn có thể thể hiện cái thương hiệu của các bạn ở đây. Và kèm theo đó là gì ạ? Chúng tôi làm những cái ô song để lấy thoáng, cũng như các cái hoa văn để lấy thoáng cho công trình chứ không quá bị bí. Đấy, các bạn có thể quan sát tổng thể một hệ cổng rất đẹp bắt mắt, phù hợp với cái độ hoành tráng về công trình cũng như mẫu cổng hàng rào. Và kế bên hệ cổng thì không thể thiếu được chi tiết về hàng rào nhôm đúc đúng không ạ? Đấy, thì ở đây thì chúng tôi tư vấn cho gia chủ là làm hệ hàng rào làm sao nó phải đồng bộ với cái hệ cổng như thế này. Đấy, vẫn là cái biểu tượng đôi sư tử và huy hiệu này, và bên trên vẫn là một cái mũ giống như cái phần mũ của cổng, và những cái ô song rất là thoáng và bắt mắt như thế này. Đấy, thì các bạn có thể nhìn tổng thể lại một lần nữa từ hệ cổng đến hàng rào nhôm đúc. Bên cạnh đó, để đồng bộ với hệ cổng hàng rào thì tôi muốn giới thiệu các bạn hệ lan can cho công trình biệt thự này, lan can nhôm đúc đó, rất đẹp bắt mắt, tổng thể hài hòa đúng không ạ? Đấy, sự khác biệt của công ty chúng tôi so với đơn vị khác là chúng tôi có thể vẽ lại cho các bạn gắn cái hệ cổng hàng rào bằng nhôm đúc vào, hoặc lan can nhôm đúc vào tổng thể công trình để các bạn thể xem nó có phù hợp không. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Chúng tôi có xưởng sản xuất thi công trực tiếp tại Nam Định để giúp cho các bạn không chỉ có một công trình đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn chất lượng về mặt thi công. Thì hy vọng là thông qua cái chia sẻ vừa rồi thì giúp ích cho các bạn, để các bạn có thêm một cái ý tưởng nữa cho công trình tương lai của mình nếu các bạn đang xây dựng một công trình biệt thự tân cổ điển hoặc cổ điển. Nếu các bạn cần chúng tôi tư vấn thiết kế thi công về hệ cổng nhôm đúc thì có thể liên hệ chúng tôi sẽ bên dưới nhé. Xin chào và gặp lại các bạn những video chia sẻ tiếp theo.
Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.